Cristiano Ronaldo có thể vươn mình lên đến đỉnh cao của bóng đá thế giới như hiện tại. Ngoài sự nỗ lực vượt bậc và không ngừng nghỉ của bản thân thì gia đình luôn đóng một vai trò quan trọng. Đó là điểm tựa vững vàng cho CR7 giúp anh vượt qua khó khăn, sóng gió không chỉ ở trên sân cỏ mà còn ở trong cuộc sống. Và người có ảnh hưởng lớn nhất đối với siêu sao người bổ chính là mẹ của anh, bà Maria Dolores Aveiro. Mẹ của Ronaldo, Maria Dolores dos Santos Aveiro, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1954 tại một cảng cá ở Machico, một trong những vùng nghèo nhất của đảo Madeira. Người dân nơi đây quanh năm sống nhờ nghề trải lưới, và trong ký ức của Dolores, tuổi thơ bà là một chuỗi ngày sống nơi địa ngục trần gian. Maria Dolores mồ côi mẹ khi mới lên 5 tuổi, bà ngoại Ronaldo tạm biệt dương thế ở tuổi 37 vì một cơn đau tim, để lại gia đình 5 đứa con cùng một người chồng vô trách nhiệm. Ông ngoại của Ronaldo, Joseph Viveiros, gần như không có thu nhập ổn định. Thay vì cố gắng nuôi cả 5 đứa con nên người, ông chỉ dành tình thương cho một đứa. 4 người còn lại, bao gồm cả bà Dolores, bị gửi đến một tu viện ở địa phương. Tu viện nhận nuôi Maria Dolores luôn xếp bà vào nhóm trẻ có hành vi nổi loạn, đầu óc không bình thường. Năm Dolores lên 9 tuổi, bà được trả về cho gia đình. Lúc này ông Joseph Viveiros đã tái hôn với một người phụ nữ cũng có 5 mặt con riêng, và bà này còn đang mang thai một đứa con chung nữa. Đường học vấn của bà Dolores không kéo dài lâu, cũng giống như cậu con trai Ronaldo sau này. Năm 13 tuổi, ông Viveiros ép con gái phải thôi học để ở nhà phụ giúp gia đình. Mỗi ngày Dolores phải thức dậy từ 5 giờ sáng để đan rổ đem ra chợ bán. Tất cả tiền tích góp được bị người dì ghẻ kia cầm hết rồi biến mất. Chán nản kiếp sống tủi nhục, Dolores lúc nào cũng mong tìm một lối thoát. Với bà Dolores, lối thoát đầu tiên mang tên José Diniz Aveiro. Bà lên xe hoa khi mới 18 tuổi và có 3 đứa con trước khi đón sinh nhật tuổi 22. Bà Aveiro quyết định sẽ không sinh thêm đứa con nào nữa thì bất ngờ vỡ kế hoạch. Ngày biết mình đang mang trong mình sinh linh bé bỏng sau này sẽ trở thành Cristiano Ronaldo, bà Dolores từng không muốn đứa bé được chào đời. Ban đầu bà Dolores đã đến bác sĩ để hỏi về thủ tục phá thai. Bác sĩ bảo thai to quá, việc nạo phá có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tình cảnh khiến bà buộc phải sinh đứa con thứ 4 một cách bất đắc dĩ. Vậy là một trong những ngôi sao bóng đá vĩ đại nhất của làng túc cầu, Cristiano Ronaldo chào đời ngày 5 tháng 2 năm 1985 với tên Ronaldo được đặt theo tên Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Những người anh chị trong nhà bắt đầu lao động kiếm tiền từ nhỏ, giúp cậu em út lớn lên trong tình yêu của mẹ và bóng đá. Không thước đo nào có thể tính được tình cảm bà Dolores dành cho Ronaldo, đứa con bà suýt nữa chối bỏ. Năm CR7 lên 14 tuổi, bà nhận được giấy mời họp phụ huynh từ nhà trường kèm thông báo đuổi học. Giáo viên chủ nhiệm nói hành vi của Ronaldo không thể chấp nhận được, anh dám cầm ghế ném vào thầy giáo và chuyện đó trở thành trò cười cho cả trường. Con bà sẽ không làm được trò trống gì với thái độ học hành như thế này đâu, vị giáo viên kia nặng lời chỉ trích Dolores. Trước những lời nhức móc đó, mẹ Ronaldo chỉ im lặng, nhưng bà không mắng mỏ con trai dù chỉ một lời khi CR7 về nhà. Đối với Dolores, bà luôn lắng nghe Ronaldo và tin mọi lời anh nói. Nghĩa là khi CR7 nói mình muốn bỏ học để theo đuổi sự nghiệp trái bóng, lúc Ronaldo còn nhỏ, bà Dolores phải vừa làm bố vừa làm mẹ trong nhà. Ông José Diniz Aveiro dùng mọi số tiền kiếm được vào rượu chè và qua đời vì xơ gan vào năm 2005. Mọi khoản tích góp của nhà Ronaldo trước khi anh thành danh đều do một tay Dolores quán xuyến. Sau ngày chồng qua đời, bà mới tìm đến tình yêu mới bên một người đàn ông tầm tuổi mình có tên là Jose Andrade. Ronaldo có thể toàn tâm toàn ý đến mọi nơi trên thế giới thi đấu vì bà Dolores luôn quán xuyến mọi việc tại nhà. Trong thời gian CR7 khoác áo Real, bà Dolores đến ở cùng, cho cậu Ronaldo con ăn uống và đi học hàng ngày. Mẹ Ronaldo cũng là người ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện đời tư của anh. CR7 có thể hẹn hò với ca sĩ, người mẫu, nhưng đưa họ về sống chung lại là một câu chuyện khác. Lina Sey từng chia tay Ronaldo sau 5 năm hẹn hò chỉ vì mẹ anh không muốn hai người kết hôn. Khi CR7 dần bước sang những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, sức khỏe của bà Dolores cũng không còn như trước. Mẹ Ronaldo đã 2 lần phải điều trị ung thư vú, và bà cũng mới phẫu thuật sau cơn đột quỵ hồi năm 2020. Nghị lực và những năm tháng vượt khó trong quá khứ không cho phép người phụ nữ này gục ngã, bởi vì bà muốn tiếp tục sống để làm hậu phương vững chắc cho Ronaldo, cho đến khi bà cảm thấy yên tâm về cậu con trai của mình và sẵn sàng rời khỏi nơi trần thế. Nhắc đến gia đình của Ronaldo, ta không thể không nói đến hai người chị của tiền đạo này, Katia Aveiro và Elma Aveiro. Nhờ có hai người chị vô cùng yêu thương CR7 mà anh mới không phải đi kiếm tiền từ quá sớm.
từ đó có thể theo đuổi con đường và ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Có thể nói rằng hai người chị của siêu sao người Bồ luôn tìm cách bảo vệ cậu em trước mũi dùi của truyền thông. Thậm chí điều đó có thể mang lại sự khó chịu cho những người xung quanh. Nhưng đối với họ, bảo vệ em trai là điều duy nhất mà những người làm chị nghĩ đến. Tại World Cup 2022, Katia cho rằng CR7 đã bị tuyển Bồ Đào Nha xúc phạm, do đó nên bỏ World Cup 2022 ngay lập tức. Cô chia sẻ, tôi thực sự muốn Ronaldo rời đội tuyển, về nhà để ngồi cạnh chúng tôi. Chúng tôi sẽ ôm em ấy và nói mọi thứ đều ổn, đồng thời nhắc lại cho Ronaldo nhớ những gì đã cống hiến cho quê hương. Tôi không muốn Ronaldo tiếp tục với đội tuyển. Chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi. Trước đó, Elma Avero cũng đã chỉ trích huấn luyện viên Fernando Santos vì để Ronaldo dự bị trận đối đầu Thụy Sĩ. Elma Avero viết trên trang cá nhân, tôi không biết tại sao và tôi không hiểu điều đó. Nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ có câu trả lời từ Chúa sau này. Ronaldo không thất bại. Hãy chờ xem. Người ta có thể cảm thấy ghét bỏ những phát ngôn thiếu kiềm chế này từ chị của cựu tiền đạo Manchester United. Nhưng Ronaldo không bận tâm về điều ấy. Anh vẫn có những người mẹ, người chị đang ủng hộ hết mình trên con đường của anh. Và đối với Ronaldo đó chính là thứ tình cảm đã nuôi dưỡng và tạo nên con người mà chúng ta được thấy ngày hôm nay. Trải qua tuổi thơ không được bao bọc nhiều bởi tình yêu thương của cha có lẽ là lý do khiến cho Ronaldo dành rất nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Siêu sao người Bồ có một đại gia đình vô cùng đông đúc. Anh lần lượt chào đón cậu con trai đầu lòng Cristiano Ronaldo Jr. vào năm 2010 và cặp song sinh Eva Mateo 2017 qua hình thức mang thai hộ cùng với bé Alana hạ sinh cũng trong năm đó. Nói về gia đình, trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, Ronaldo chia sẻ niềm vui khi làm cha, đặc biệt là những điều mà anh và các con đã, đang và sẽ trải nghiệm cùng nhau. Anh bộc bạch, khi được làm cha, đó là một cảm giác hoàn toàn khác, cảm giác mà tôi không thể diễn tả được. Có một khoảnh khắc mà Cristiano Ronaldo Jr. mà tôi sẽ luôn ghi nhớ. Mỗi lần nghĩ đến, tôi cảm thấy thật ấm áp. Đó là khoảnh khắc trên sân sau khi Real Madrid giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League cuối cùng tại Cardiff. Chúng tôi đã làm nên lịch sử vào đêm đó. Có mặt trên sân sau tiếng còi mãn cuộc, cảm giác như tôi đã gửi một thông điệp đến thế giới. Nhưng sau đó con trai tôi đã xuống sân để ăn mừng với tôi. Điều đó giống như một cái búng tay. Đột nhiên, toàn bộ cảm xúc của tôi thay đổi. Chúng tôi cùng nhau cầm cúp, cầm tay nhau đi quanh sân. Đó là niềm vui cho đến khi làm cha tôi mới hiểu được. Thế nhưng vào năm ngoái, Ronaldo và Georgina đã phải thông báo một tin đau lòng rằng cậu con trai mới sinh trong cặp sinh đôi của họ đã qua đời. Y bác sĩ đã cứu được bé gái. Đó là nỗi đau lớn nhất mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng có thể cảm nhận được. Chỉ có sự ra đời của bé gái mới cho chúng tôi sức mạnh để sống khoảnh khắc này với một hy vọng và hạnh phúc. Chúng tôi muốn cảm ơn các bác sĩ và y tá vì tất cả các chuyên gia đã chăm sóc và hỗ trợ. Chúng tôi đang rất đau buồn trước sự mất mát này và chúng tôi vui lòng yêu cầu sự riêng tư vào thời điểm rất khó khăn này. Con trai của bố mẹ, con là một thiên thần. Bố mẹ sẽ luôn ở bên con. Đây chắn chắn là một cú sốc lớn với một người luôn hướng về gia đình như Ronaldo. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh từng chia sẻ, tôi có hàng tỷ đô nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi vẫn là gia đình. Hãy bảo vệ và chăm sóc cho gia đình của bạn vì đây là điều quan trọng nhất trên thế giới này. Khi đã trở thành một biểu tượng của bóng đá thế giới, Ronaldo vẫn luôn đặt gia đình của mình lên trên tất cả. Nếu không có tình yêu thương của mẹ, sự hy sinh thầm lặng của những người chị, có lẽ cả thế giới sẽ không biết đến một Cristiano Ronaldo như chúng ta đang được thấy ở ngày này. Đối với Ronaldo, gia đình luôn là số một trong mắt cầu thủ này. Nơi đây không chỉ là nguồn động lực to lớn giúp CR7 vững bước trên con đường phía trước đầy chông gai và thử thách, mà nó còn là mái ấm che chở anh mỗi khi anh nhận thất bại hay trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.